Dạ, Nông Cơ Huy Hoàng xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay em mới có hai siêu phẩm máy cưa hút mana các bác nhé. Đó, hai cây cưa cực kỳ đẹp luôn các bác, hàng tuyển tận kho luôn các bác nhé. Máy này thì chỉ lâu lâu mới về được một cây thôi chứ không bao giờ có nhiều cả. Các bác nào xài hàng hút mana thì có lẽ là không còn xa lạ gì nữa rồi. Hãng này thì xài thì cực kỳ, máy móc xài cực kỳ sướng cũng như là bền bỉ các bác nhá. Ồ, các bác ngoài Bắc thì có lẽ là không còn xa lạ gì hãng này nữa rồi. Hôm nay em lên cho các bác là hai mẫu cưa hút mana 336 và 333 các bác nhá. Hai con máy bao zin, tất cả em bao zin, nó là 100%, chưa hề có bung biếc máy móc gì cả. Đó. Và công suất hai con này là 35,2cc. Đó, cân nặng của nó thì nó rơi vào tầm khoảng gần 4kg thôi các bác nhá. Gần 4kg thôi. Đó. Hai con máy cực kỳ đẹp. Hàng hút mana tay dài phù hợp về cho các bác nào về xài dọn vườn cũng như là dọn rẫy chuyên nghiệp các bác nhá. Đó, các bác nào mà nhà mà xài vườn nhà vườn nhiếc nhiều cần phải cắt thường xuyên thì nên lựa chọn những hãng nổi tiếng hàng hệ như thế này các bác nhá. Cái thứ nhất ấy là đến nữa đồ đạc nó dễ sửa chữa. Cái thứ hai nữa là máy móc thì nó sẽ không có trục trặc nhiều, mà hàng hệ hàng này thì nó là đời mới nên là các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhá. Đó. Hai con hút mana hàng Thụy Điển, bãi Thụy Điển 100% các bác nhá. Đó, như con này thì cực kỳ đẹp rồi, không còn phải lan tan gì nữa, không phải chê gì nữa rồi. Làm xích ạ. À. Các bác nhìn cây lam của nó, nước sơn thì vẫn còn nguyên bản các bác nhá. Đó. Hãng đây ạ. À. Tem mác thì còn chuẩn luôn này. Đây. 35,2cc, cân nặng 3,8kg. Đó. Tất cả đây ạ. À. Tem mác, và con này thì cũng tem mác của nó đây ạ. 35,2cc, cân nặng này 3,7kg. Đó. Hai con này là cùng hàng hệ luôn nhá. Đời thì một con đời cao hơn một con đời thấp. Đó. Và con này thì được tích hợp hẳn núm bơm xăng phụ luôn. Còn con này là bơm lên xăng tự động các bác nhá. Đó, hai con thì nổ cực kỳ ngon lành luôn. Tí em sẽ test nổ cho các bác nghe luôn. Đó. Và hiện tại thì bây giờ em sẽ báo giá luôn các bác nhá. Báo giá luôn hai con này. Hàng hút mana 336 này thì em bán với giá là 3.500.000. Đó, và hút mana 333 thì em bán với giá là 3 triệu đồng các bác nhé. Một con 3.500.000 và một con 3 triệu. Đó. Các bác nào ưng ý hoặc là muốn tham khảo thêm thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929. Em đã để ở trên màn hình rồi các bác nhá. Đó. Hoặc là các bác nào muốn có xài Zalo thì kết bạn Zalo cho em sẽ tư vấn nhiệt tình thêm. Đó. Con này thì lam của nó là 44 tấc các bác nhá. Mặt cắt của nó thì được 35 phân. Đó. 35 phân. Thắng xích đầy đủ luôn các bác nhá. Và đặt hàng của bên em thì sẽ được tặng kèm cho các bác những sản phẩm là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh các bác nhá. Và giá vừa nãy em báo giá cho các bác là đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện rồi các bác nhá. Nên là hàng tới các bác chỉ cần thanh toán đúng số tiền máy như thế thôi. Các bác nào ưng ý hoặc là chốt thì có thể đặt cọc giúp em trước 200.000. Đó. Em sẽ gửi hàng tận nơi đến cho các bác. Nếu các bác ưng ý thì em trừ tiền cọc đó vào máy cho các bác. Còn các bác nào không ưng ý thì coi như là giúp em trừ tiền ship đi ship về rồi các bác nhá. Đó. Đó, vâng. Thì bây giờ thì em sẽ qua phần test nổ cũng như là review chi tiết. Nghe tiếng máy của nó để cho các bác nào ưng ý thì muốn tham khảo thêm thì có thể chốt để vừa với ý mình nhất các bác nhá. Rồi. Dạ rồi, con đầu tiên là một con hút mana 336 các bác nhá. Đó, máy móc thì em cũng đã kiểm tra cũng như là dọn nổ ngon lành rồi các bác nhá. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Đó, con này thì em bán với giá là 3.500.000 các bác nhá. Hàng này thì đời thì cực kỳ cao rồi, không còn phải lan tan gì về hãng này nữa nhá. Đến nó linh kiện đồ đạc thì nó cũng là dễ sửa rồi các bác. Đó, con này thì con núm bơm xăng phụ ở trên này luôn, cũng như là e gió thì đàng hoàng các bác nhá. Đó, công tác ở đây
Có bác nào mà muốn hàng hệ nhẹ, nhỏ nhẹ thì lựa chọn một em này là hợp lý nhất các bác nhé. Đó, con này thì bây giờ em sẽ test nổ luôn cho các bác nghe qua tiếng máy. Thì em cũng đã căn chỉnh cũng như là dọn nổ ngon lành rồi các bác nhá. Rồi. Rồi, con thứ hai là một con hút Mana 333 các bác nhá. Máy móc thì tình trạng vẫn còn đẹp kinh khủng các bác nhá. Tem mác thì còn chuẩn chỉ nguyên, chưa hề có vết xước gì với tem mác gì cả. Tem mác thì đầy đủ hết các bác nhá. Rồi, em sẽ test nổ luôn cho con này cho các bác nghe qua này. Đó là tất cả là hai con của bên em. Rồi các bác nào ưng ý hoặc là chốt em này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em. Đó, điện thoại, số điện thoại em đã để ở trên phần video rồi các bác nhá. Đó, các bác nào ưng ý hoặc là cơ ấy thì có thể cứ nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em sẽ tư vấn nhiệt tình, cũng như là các bác cần thắc mắc những cái gì thì em sẽ tư vấn đầy đủ các bác nhá. Đó, máy thì em đúng như trên video, các bác chốt con nào thì em sẽ gửi con đó cho các bác. Rồi, em chào các bác nhé, hẹn các bác ở video sau.